Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố do nhà nước trao tặng khu mộ tổ họ Đỗ của người Việt Nam. Từ năm 2010, Hội đồng họ Đỗ Việt Nam đã tập hợp các tài liệu của các nhà nghiên cứu khắp nơi trong cả nước để cung cấp cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và các ban ngành làm cơ sở đánh giá đưa khu di tích vào danh sách kiểm kê bảo tồn. Theo sử phả ghi nhận, cách đây hơn 5.000 năm, người con gái họ Đỗ xa xưa nhất là công chúa Đoa Trang, tên gọi là Đỗ Quý Thị. Sau khi Đỗ Quý Thị kết duyên với vua Đề Minh thì sinh được Lộc Tục. Lộc Tục lên ngôi tự xưng là Kinh Dương Vương, tức là vua trời và được tôn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trải qua hơn 5.000 năm lịch sử, gia phả này được truyền lại và là cơ sở pháp lý khoa học về chứng cứ chứng tích để được nhà nước xét duyệt bằng di tích lịch sử văn hóa của thủ đô.